Qua phần thứ nhất của bài học, các em đã biết được lịch sử hình thành, vị trí địa lý của phường Bồ Đề để biết được những giá trị văn hóa lịch sử được lưu giữ và phát triển như thế nào. Mời các em đến với các di tích lịch sử. Sau mỗi phần tìm hiểu về một di tích của phường, các em hãy tham gia một số câu hỏi trắc nghiệm nhé!